lựa chọn một máy đo huyết áp như thế nào để phù hợp với bản thân và gia đình? Và Sơn xin chào bà con ha. Có rất là nhiều câu hỏi, cô chú anh chị thắc mắc là trên thị trường có quá nhiều hãng đi và có quá nhiều giá thì mình chọn dòng nào cho phù hợp? Đầu tiên á, là mình phải xem về cái uy tín của hãng nha. Hiện giờ hai hãng lớn nhất ở Việt Nam hiện giờ đó là của Microlife và Omron. Tại vì những cái hãng mà rẻ tiền hơn đó, thì mình phải xem là cái hãng này có trung tâm bảo hành hay không, có kiểm định chất lượng hay không, cô chú anh chị nha. Tại vì những dòng như hàng Trung Quốc mà không rõ nguồn gốc á, có tầm khoảng 300-400 ngàn, mình thấy rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà không có trung tâm bảo hành nè, không có trung tâm kiểm định nè, thì cái máy này đo đúng hoặc sai làm sao mình biết nè. Rồi khi máy đo huyết áp báo cao hoặc báo thấp mà không chính xác thì cực kỳ nguy hiểm khi mà mình uống thuốc nha. Nên đầu tiên là cô chú mình phải coi là mình mua cái hãng nào mà uy tín nha, để đảm bảo được thứ nhất là bảo hành có hay không và kiểm định lại khi mà mình nghi ngờ nó không chính xác. Rồi thứ hai là về giá thành, thì một hãng như vậy đó sẽ có rất là nhiều cái dòng khác nhau. Cái dòng mà nhiều người xài nhất thì giá tầm trung khoảng cỡ 1,5-2,6 triệu nè, có đầy đủ chức năng nè, đo huyết áp, đếm nhịp tim, cử động khi đo và bộ nhớ. Còn nếu mà mình muốn mua những dòng tiết kiệm là chỉ cần đo huyết áp và đếm nhịp tim thôi thì nó tầm khoảng 1 triệu. Bên cạnh đó có những dòng cao cấp, ví dụ cảnh báo sớm đột quỵ đó, thì nó tới gần 3 triệu lận đó cô chú anh chị ha. Ví dụ như nhà mình muốn mua những cái dòng phổ thông á, thì mình có thể chọn những dòng cơ bản thôi, tầm khoảng 1 triệu cũng được rồi, thì cũng đã được kiểm định chất lượng nè, được bảo hành chính hãng 5 năm. Chứ nhiều khi á, mình mua những cái dòng máy mắc tiền hơn đó, thì không xài hết các chức năng thì rất là ổn ha. Còn nếu mà nhà mình có điều kiện, mình chọn những dòng cao cấp thì trong 5 năm đó mình sẽ được sử dụng cái dòng tốt nhất của hãng, và đương nhiên là máy sẽ bền hơn là 5 năm cô chú anh chị nha. Cái điều quan trọng nhất và Sơn khuyên cả nhà mình á, thứ nhất là mình sẽ ưu tiên những cái hãng nào mà mình tin tưởng. Rồi thứ hai là về cái giá thành đó, mình chọn cái giá nào phù hợp với gia đình và cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết, cô chú vui lòng gọi cho Hoàng Sơn hoặc là vào kênh Sức Khỏe 60 giây để xem thêm ha. Giống như hiện tại đó, Hoàng Sơn có những dòng như thế này, dòng cơ bản đó, có đầy đủ chức năng, tầm khoảng cỡ 1,5 triệu. Còn những dòng cảnh báo đột quỵ của Omron cỡ 2,950 hoặc là 2,850 của Myrolife. Rồi cô chú anh chị mình, nếu mà mình muốn mua những dòng tiết kiệm thì nên chọn những cái dòng giá bình dân của những hãng uy tín lớn nha, chứ đừng chọn những cái dòng mà không rõ uy tín. Nhưng mà về sức khỏe thì mình cần cái độ uy tín cô chú anh chị nha. Ví dụ giống như trong hãng sẽ bảo hành mình 5 năm, hết hạn bảo hành những cái hàng uy tín mình vẫn có thể được kiểm định coi đúng hay sai nữa, miễn phí luôn cô chú anh chị nha. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau ha. Chúc nhiều sức khỏe.